Hello mọi người, hôm nay mình sẽ đi review cái tiệm sách gọi là Pen and Notebook. Đọc vậy không đúng không ta? Đó, tiệm sách. Đây là đồ chơi dễ thương, gấu trúc, con thỏ nè, nè hươu, dễ thương, con sóc nè, con chỉ biết ngựa, đó dưới này con voi nè, có bàn có ghế. Lò nướng, bánh kem, bánh sinh nhật, mua mặt đầm, bánh chuột mặt đầm, cha mẹ con cái nè, chính giữa là cha mẹ, hai bên là con cái, hai đứa con trai con gái, đó, đang nằm trong ngồi, mẹ đứng này. Đó. Một chó sói ngọc em nghĩ chó sói. Ok, này là con gấu, gấu gì hồi nhỏ có một con giống vậy, một con chìa khóa giống vậy. Đồ chơi của con nít. Super. Đại đa số là sập vỡ không. Đây là music. Khu này là nhạc, là điện. Đây chờ đẹp còn đây còn có gì băng đĩa. Nhạc đây nè, 5 đồng, 5 đô, 4 đô, 99, 5 đô. Đó, anh này là 7 đô, 99, 8 đô. Đóng này là 8 đô. Này phim 10 đô, 99, 99, 30% off, giảm 30%. Khu này hết, bán hết rồi. 24.99 là 25 đô. Đó, 42.99. Bao nhiêu 43 này, 31 nè, này người đúng Harry Potter, Harry Potter nó 3 cuốn 3 phần. DVD, phụ nữ DVD,
chưa được quá. Cà phê Starbucks. Ở đây cũng có cà phê Starbucks. Có sách báo được thứ kiểu. Sách dạy tự học móc thêm được. Học về cái máy chụp hình. Cái iPhone. Beginner iPhone, cách sử dụng iPhone 2022 cho dạy cách sử dụng iPhone cho người mới. Người mới chơi máy xài iPhone lần đầu. Ok, thằng quỷ đó đi đâu rồi? Thằng quỷ học chung hôm nay đi học. Học nữa học mãi học máu học nữa học mãi học máu ok. Hay sách báo đó tự thảo nhìn qua khung này là bán đồ sách, bán đồ là dụng cụ để vẽ viết những cái gì mà bên để có vậy. Bên này bán đồ. Sắp cái đồ học vẽ học cái này cái kia. Súng ba nòng bốn nòng luôn rồi. Chữ không? Vậy nó ăn cúc 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 easy sugar. Vậy nó bánh nấu ăn làm mà bắt tay cocktail
mình móc theo là phải cốt theo. Nó sữa chua làm cái gì cũng được. Trời ơi, không trời mà không được, không biết đọc tiếng Anh. Barbecue nữa. Cinnamon là bánh ngọt. Ở dưới này quá trời luôn. Làm bánh là nấu ăn các kiểu, sách cho sách điện có trang trí nội thất, nhà cửa, ăn uống, có kiến nữa nè, kiến đọc sách, kiến lão. Đồ sự tập đồ con bà mày, nó cứ báo hết pin ngoài cái phone, nó hết pin quá. Một cái đồ gắn pin, phone nó pin nó lờn màu hết pin, đóng hộ cái phone. Viết lông, viết màu. Cái này là cây để chống live stream, chống cái máy lên để live stream có đèn. Cái này cái mic nè, cái mic Bluetooth, Bluetooth. Tôi đi mua cà phê uống. Cà phê xuống sáng uống rồi. Kiếm nước gì uống. Qua đây tỉnh nữa kiếm nước gì uống. Qua đi theo cái quán Starbucks. Trong này có đủ thứ cái. Nước cũng có. Cà phê Starbucks. Sách vở. Bút viết. Rồi đi sạc bên rồi.